biết là đã quá muộn cho cái video này lên sóng rồi, nhưng mà ít nhất là nó cũng lên sóng còn hơn là không bao giờ xuất hiện, được không? Hello Bookie, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với góc nhỏ của Bami. Bây giờ đã là giữa tháng 6 rồi nhưng mà mình lại có thể ngồi xuống đây để kể cho các bạn nghe về những cuốn sách mà mình đã đọc được trong tháng 5. Như mọi người cũng biết thì tháng 5 là một tháng mà mình đang chuẩn bị thi tốt nghiệp. Tính đến bây giờ thì mình đã là chính thức thất học rồi. Và mình có rất là nhiều cuốn sách muốn chia sẻ với các bạn. Vì tháng 5 này mình đọc được khoảng 5-6 cuốn thôi, nhưng mà hầu hết là ở trên audiobook với cả trên ebook ấy. Nên là mình rất muốn chia sẻ với các bạn để bạn nào cũng có thể đọc được. Và không nói nhiều nữa, chúng mình sẽ cùng bắt đầu cái video này ngay thôi nhé. Cuốn sách đầu tiên, The Most Dangerous Game. Cái cuốn sách này thì mình tìm được nó ở trong một cái list những cuốn sách dành cho người ghét đọc sách. Thì các bạn biết rồi đấy, những cái người ghét đọc sách thì họ không hứng thú với một cuốn sách nào cả. Cũng như là họ không hứng thú với việc đọc, họ thích xem phim, thích nghe nhạc chẳng hạn. Thì cái quyển sách này là một quyển sách mà nó thứ nhất là rất là nhẹ, ý là mỏng ấy, rất là ít chữ. Thứ hai là nó rất là hay, nó rất là lôi cuốn. Các bạn tưởng tượng như nó chỉ có 8.000 chữ thôi, nó khoảng đấy, chưa đến 10.000 chữ đâu. Nhưng mà nó đã chứa đựng hết tất cả mọi thứ, những cái gay cấn, rồi những pha hành động, rồi plot twist các thứ. Đương nhiên là đối với 8.000 chữ thì nó chẳng làm được quá nhiều đâu. Nhưng mà với cái 8.000 chữ này thì mình thấy tác giả đã quá là tài tình rồi. Và cái cuốn sách này thì lại được xuất hiện ở trong môn văn học, môn English Literature của lớp 8 thì phải. Thì đấy là những cái mà mình tìm hiểu được ở trên mạng. Thì mình thấy là nó chỉ mất chưa đến 20 phút để đọc thôi, và nó thực sự là đáng đọc, cho nhất là cho những cái bạn nào mà kiểu ghét đọc sách ấy. Vì nó chỉ có 8.000 chữ thôi nên mình sẽ không spoil nội dung của tác phẩm. Tuy nhiên thì mình sẽ nói chủ đề của nó nhá, là nó nói về chuyện săn người. Ok, thì chỉ có hơi đáng tiếc một chút được cái đoạn đầu đấy là nó hơi khó hiểu thôi. Nhưng mà nếu mà các bạn vượt qua được cái đoạn đấy và đến được cái phần cao trào, phần tranh đấu các thứ, thì các bạn sẽ thấy nó rất là hay. Nó là một cái phần kiểu như thám hiểm rồi xen lẫn với cả kích thích ấy. Nó rất là hào hứng để đọc. Và mình rất mong là mọi người có thể đọc được cuốn sách này. Nó rất là nhanh thôi, chỉ chưa đến 20 phút thôi là các bạn có thể đọc xong được cuốn sách này rồi. Mọi người hãy thử đọc cuốn sách này và cho mình xin ý kiến ở dưới phần comment xem các bạn nghĩ gì về cuốn sách này nhé. Cuốn sách thứ hai mà mình muốn nhắc đến đấy chính là Trưởng Thành Sau Ngàn Lần Chiến Đấu. Trước đó thì mình không hề biết đến cái tác giả này, cũng như là không hề biết gì về cuốn sách này cả. Mình chỉ đơn giản lúc đấy là mình đang cảm thấy hơi suffer với cái cuộc sống này. Mình đang cảm thấy là mình bị hơi lạc lõng một chút vì mình mới tốt nghiệp xong mà. Mình không biết là mình muốn đi làm hay là mình muốn làm cái việc gì. Mình muốn tiếp tục theo cái ngành của mình hay là chuyển sang một hướng khác. Bỗng dưng mình không tự tin về bản thân mình thôi. Và trên một lần lướt Facebook các thứ thì mình có đọc được trong một cái group. Các bạn thì cũng hỏi là kiểu đang cảm thấy suffer với cuộc sống quá thì nên đọc cái cuốn sách nào. Thì mình có thấy mọi người có nói về cuốn sách Trưởng Thành Sau Ngàn Lần Tranh Đấu. Vì vậy nên mình đã tìm thử và đọc nghe nó. Phải nói thật với mọi người thì chắc là do mình đang ở trong cái hoàn cảnh đấy, mình đang bị suffer như thế. Thế nên là mình đọc cuốn sách này ngay cái phần nửa đầu của cuốn sách thôi, mình đã khóc. Dù nó là một cuốn tản văn self-help nhá mọi người, một cuốn tản văn self-help, nó như kiểu mình trước đấy thì mình hay gọi là self-help kiểu Nhật, nhưng mà bây giờ mình mới biết thì nó gọi là tản văn self-help. Thì khi mà mình đọc ý thì mình không ngờ là mình khóc trong một cuốn self-help ý các bạn. Thế nên là mình thấy bất ngờ, mình như kiểu được an ủi, như một cuốn sách là an ủi tâm hồn của mình vậy. Thì nói thật với các bạn là nửa đầu mình thấy nó rất hay, nhưng mà đến nửa sau ấy nó đi xa quá. Đoạn đầu thì có nói đến về phần những cái trải nghiệm, rồi những cái sai lầm, những cái lần gọi là đổ vỡ, thất bại ở trong những cái thời như là thời học trò, rồi lên đại học, ra trường đi làm. Thì cái phần đấy mình thấy nó rất là hay vì nó kiểu đang hợp với mình ấy. Nhưng mà đến cái phần sau thì viết cho những cái người mà đã lớn rồi, đã đi làm rồi,
thì nó lại quá xa vời so với mình nên mình không thấm được. Thì đấy là một điều rất là tiếc, vì mình cảm giác như kiểu tác giả đang cố gắng hướng tới một đối tượng nó rộng quá. Mà khi mà đối tượng nó rộng quá ấy, thì nó sẽ bị loãng. Loãng không chỉ là ở trong cái nội dung của cuốn sách, mà loãng ở đây là tạo cho người đọc cái cảm giác như là mình chỉ nên đọc một nửa cuốn sách thôi, nửa sau thì nó xa vời quá, chắc mình về sau mình đọc lại, về già mình đọc lại ấy, kiểu thế, thì nó sẽ hợp hơn. Thì nếu mà có thể chia thành nhiều cuốn sách nhỏ và cho từng đối tượng thì mình thấy nó sẽ kiểu tập trung vào cái đối tượng đấy hơn, và mình nghĩ rằng là sẽ đào sâu cũng như là kể được nhiều thứ hơn. Mình thấy là nếu mà mọi người đang ở trong một cái hoàn cảnh như mình, đang cảm thấy hơi mông lung về cuộc sống một chút, hoặc là đang cảm thấy chưa tìm thấy những cái lựa chọn, hay là chưa tìm thấy những cái lối đi cho mình, thì cũng có thể đọc cuốn sách này. Nó không giúp bạn tìm cái hướng đi đâu, mà nó sẽ giúp bạn sống chậm lại một chút, nhìn lại bản thân, đừng lo lắng quá nhiều về những cái sai lầm mà bạn đã gặp phải. Cuốn sách thứ ba, cuốn sách này thì mình đã làm một cái video và được rất nhiều người xem cũng như là quan tâm về cuốn sách này. Ăn gì cho không độc hại. Chắc chắn là không phải nói nhiều về cuốn sách này nữa. Nếu mà mọi người muốn biết mình nghĩ gì về cuốn sách này thì mọi người hãy click vào một cái link mình để ở đây, hoặc là ở dưới phần description mình sẽ để nó. Thì cái cuốn sách này phải nói là 5 trên 5 sao, cực kỳ hay. Không quá hoàn hảo, vì mình đối với mình thì không có cái gì hoàn hảo cả. Tuy nhiên thì nó đáng đọc, rất đáng đọc. Nhất là với những bạn trẻ bây giờ, mình cần phải aware, mình cần phải nhận thức được cái vấn đề này, để mình không những là tốt cho mình, còn tốt cho những người xung quanh nữa. Lối viết văn cũng như là cách kể chuyện để dẫn dắt mọi người vào trong cái những cái vấn đề chính ý, thì mình thấy là chị viết cũng rất là hay và cũng rất là lôi cuốn. Cách tiếp cận vấn đề cực kỳ mới mẻ mà mọi người có thể tìm đọc nó nhé. Cuốn sách thứ tư, The Subtle Art of Not Giving Fuck. Yeah, mình sẽ nói thẳng cái tên của nó ra thì mọi người cũng biết rồi đấy. Cuốn sách nghệ thuật của việc đích quan tâm này là một cuốn rất là nổi tiếng. Cảm nhận của mình khi mà đọc cuốn sách này thì, để nói thật nhá, mình cảm thấy như kiểu tác giả cũng đang đích quan tâm về việc là tác giả viết cái gì, và tác giả cũng đích quan tâm về việc bạn đọc cái cuốn sách này và bạn đích quan tâm về cái thế giới này hay không ấy. Mình cảm thấy như vậy. Cuốn sách này nó có nhiều từ cờ nhất, có nhiều từ đờ nhất. Cuốn sách này thì để giải trí, đọc cảm thấy hài hước thì rất là nên đọc. Mình thấy đoạn đầu của nó rất là hài hước và rất là vui vẻ. Một số đoạn mà mình cảm thấy rất là hay ho, như kiểu là chúng ta sợ hãi vì sợ hãi, chúng ta mặc cảm vì mặc cảm. Mong muốn một trải nghiệm tích cực là một trải nghiệm tiêu cực. Hãy chấp nhận một trải nghiệm tiêu cực là một trải nghiệm tích cực. Mình đọc thì mình cảm thấy rất là vui. Vui như kiểu là đọc xong rồi cảm thấy rất là hại não ấy. Mình cảm thấy rằng là ok, là một vài phần thì tác giả cũng đã nói ra được cái vấn đề chính, vấn đề mà mình cảm thấy muốn quan tâm đến cái vấn đề đấy, quan tâm này. Nhưng mà nói chung là mình cảm thấy cái việc đọc cuốn sách này là một trải nghiệm vui vẻ và hài hước đối với mình. Và nếu mà mọi người muốn thử gọi là vừa tìm niềm vui mà vừa học được một chút gì đấy từ việc đích quan tâm, thì mọi người có thể tham khảo cuốn sách thứ tư hay thứ năm gì đấy mà mình đọc trong tháng này. Thì một phần là nhờ em Linh ở kênh Thùy Linh, mình cũng sẽ để link của em ở bên dưới. Đấy chính là cuốn Mãi Mãi Là Bao Xa của Diệp Lạc Vô Tâm. Trời ơi, lại một quyển ngôn tình đúng không? Kiểu một tháng nào mình cũng phải đọc một quyển ngôn tình ý. Đối với mình ý, cuốn sách này rất là hay. Hay không phải là ở nhân vật chính, thì nói thật là cái đôi nhân vật chính đấy là cũng là những cái nhân vật kiểu ảo tưởng được dựng lên mà kiểu rất hoàn hảo các thứ. Thế nên là mình cũng không thích nhân vật chính cho lắm. Những cái triết lý, những cái gọi là chân lý về tình cảm mà cái chị nhân vật chính, cái bạn nhân vật chính nói đến, nhắc đến ở trong cái tác phẩm, thì mình cảm thấy cực kỳ hay. Và mình cảm thấy là nó vẫn còn đúng với mình đến tận bây giờ. Nhưng mà mình vẫn luôn đọc ngôn tình để giải trí. Và nếu mà để ở mức giải trí thì mình đánh giá quyển sách này vẫn rất là cao, vì nó còn đưa cho mình thêm được rất là nhiều điều mà mình có thể học hỏi nữa ấy. Với những cái bạn mà hay đọc ngôn tình thì cái cuốn sách này cũng quá là nổi tiếng rồi, mình cũng không muốn nhắc đến nữa. Và chúng mình sẽ chuyển qua cái cuốn sách tiếp theo.
Có một phố đi qua phố của tác giả Đinh Vũ Hoàng Nguyên. Mọi người xem kênh của chị Hà Linh đọc sách cũng thấy chị ý nhắc về thơ của tác giả Đinh Vũ Hoàng Nguyên rồi. Thì cái cuốn sách này nó không phải là chỉ có thơ. Một nửa đầu của nó là thơ và sau là phần truyện, phần tản văn. Để mà nói ngay từ đầu, khi mà mới đọc cuốn sách này thì mình thấy rất là thích. Mình sẽ đọc cho mọi người một số trang sách. Đây là một đoạn mà mình rất thích trong bài Chút Tự Sự và Em. Em đừng bâng khuâng điều xa xôi quá, một cơn mau cũng tạo nên mùa, bởi ta đến bên nhau đâu phải từ sóng mắt, mà bởi lòng lắng lại mới thành nhau. Thì đấy là một đoạn mà mình rất thích. Một cái bài nữa mà mình rất thích, rất thích ở trong cái cuốn sách này, đấy là bài Đi Qua. Ta đi qua một lần sen úa, mới biết mình chưa hiểu một làn hương. Ta đi qua một lần người hát, mới biết mình chưa hiểu một niềm đau. Ta đi qua một lời không ngỏ, mới biết mình chưa hiểu mình đâu. Ta đi qua một ngày thật lặng, chợt giật mình chưa hiểu về nhau. Thì phải nói là những cái bài thơ nó rất là sâu lắng, những cái hình ảnh ẩn dụ nó rất là đẹp, rất là hay. Mình thực sự ước là cái tác giả này có thể sống lại để viết thêm thơ, viết thêm văn để mình có thể đọc các bạn ạ. Thì khi mà mới đọc những cái bài thơ đấy thì bạn có thể thấy là nó rất là sâu lắng, nó rất là trữ tình, nó rất là đẹp. Nhưng đến cái phần văn thì phải nói thật với các bạn là mình cũng đã suy nghĩ, mình cũng đã hy vọng, mình cũng đã kỳ vọng là cái phần văn nó sẽ rất là hay, nó sẽ rất là cô đọng, rất tình cảm, rất thướt tha mượt mà. Nhưng không, mình phải nói với các bạn là mình đã vỗ đùi đen đét vì thấy nó quá là hài hước, quá là hay trong cái cuốn sách này. Trời ơi, mình sẽ dùng rất nhiều từ quá để miêu tả về cuốn sách này. Nếu mà mọi người đã đủ 18 tuổi và nếu mà mọi người chắc là trong cái thời của mình, thời già hơn một chút, những các anh chị tầm cuối 8X rồi đầu 9X các thứ, khi mà đọc cuốn sách này sẽ thấy nó rất là hay, rất là hài hước. Nó có mang một chút gì đấy hơi hướng của những con người thời 8X, nhưng mà nó cũng mang một cái sáng, nó mang một cái giọng điệu rất là châm biếm cuộc sống cái xã hội thời đó. Và chỉ đơn giản là ở đây là những cái mẩu chuyện ngắn nói về những cái con người, những cái sự vật, sự việc xung quanh tác giả này thôi, nhưng mà nó đủ để làm cho mình cười vui từng giờ từng phút khi mình đọc cái cuốn sách này. Nếu mà các bạn chưa đọc cuốn này thì mình khuyên, mình mong là mọi người có thể đọc được vì nó rất là hài hước. Với những các bạn trẻ thì có thể là các bạn chưa hiểu được cuốn sách này đâu, và nói chung là mình cũng khuyên là trên 18 tuổi thì hẳn nên đọc. Thực ra thì cuốn sách này nó cũng không ghi là trên 18 tuổi nên đọc, nhưng mà mình cảm thấy rằng là nên là như thế thì các bạn sẽ thấm được rất nhiều cái hay ở trong cuốn sách này. Và đó là tất cả những cuốn sách mà mình đã đọc trong tháng vừa qua. Nó có thể là không nhiều đâu vì những cuốn sách mà mình đọc nó khá là ngắn, nó khá là mỏng. Nhưng mà đây là một cái tháng mà mình đọc được nhiều cuốn sách mà mình thấy tâm đắc nhất, thấy hay nhất. Và mình rất muốn chia sẻ với mọi người để mọi người có thể đọc cũng như là tìm hiểu về những cuốn sách này. Để nếu mà mọi người thấy hay như mình thì mọi người cũng có thể đọc. Và nếu mà mọi người đã đọc những cuốn sách này rồi thì đừng quên comment xuống bên dưới và hãy nói cho mình biết những cái trải nghiệm của mọi người cũng như là những cảm xúc của mọi người khi mà mọi người đọc những cuốn sách này nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình đến bây giờ. Chúc các bạn sẽ có một buổi tối vui vẻ, một cuối tuần vui vẻ và một cuộc đời thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn vào 20 giờ thứ 6 tuần sau ở kênh Góc Nhỏ của Pami. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Xin chào!